cáo anh em nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chuẩn bị đi kích mọi người. Thì bữa nay đi kích cái vòng vòng cái kiếm cái có cá gì to to mọi người. Tại trời cũng mới mưa xong. Để cho đi vòng vòng kích thì có lương cá gì bự bự không mọi người. Đây, bữa nay thì mình sử dụng tiếp tục sử dụng cái con kích mini mọi người. Con này thì xài cái bình xe đạp điện mọi người. Đó, nhỏ gọn, quẩy cũng rất là nhẹ mọi người. Đây. Con này thì sử dụng cái bình bình xe đạp điện á, nè, nhỏ xíu mọi người, bình nhỏ xíu. Rồi, giờ để mình đi ra điểm kích rồi mình kích có cá thì mình quay lại cho mọi người xem nha. Xem cái lốc mọi người. Lốc bự. Em cá lóc. Gì đây, gì đây? Rô, rô. Rô mọi người. Con cá trê nữa mọi người. Cái trắng. Trắng là phải bẻ bẻ ngạnh mới bỏ vô áo được. Này, còn gì không có lương kìa. Còn có trê nữa nha mọi người. Lượt, 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 lượt. Con cá gì cũng chạy. Con lưng luôn rồi. Lắm rồi mọi người. Ôi trời, hàng người ơi. Ây da. Hàng người ơi. Có lý mọi người. Cứ mấy người mà chạy hoài. Rất rất hoài. Được con ếch đó. Được con ếch mọi người. Nãy xe chết trong kia hết rồi, mới lội xuống dưới này coi. Có cá lóc bự. Cái đường này mỗi lần đi cá bự nhiều lắm. Xuống chích mới chích được con lươn. Không kịp bắt máy. Chết hai ba con. Rô. Rô. Ê, ớt, 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 ớt nữa mọi người. Nãy giờ được 2 ớt á.
thấy gì chết nữa mọi người. Ủa, nó mới lặn rồi đây. Nó lặn lên. Nó ru. Còn lóc mọi người. Có mặt ghê luôn. Có tim nữa nha mọi người, bự nhỏ đây. Ơi, bự nữa mọi người. Lóc nữa mọi người, lóc bự nè mọi người. Đây ba con á, ba con bự như vậy đó. Ngon không? Vậy mới đã chứ. Cái điểm này mỗi lần là cá bự dữ lắm. Ô cái gì chạy nữa là ngồi luôn. À, bịch quá. Chết không đây. Lên sình luôn. Ôi, bọc. Chọt trúng cái bọc. Chọt trúng cái bọc luôn. Còn cái trắng nữa mọi người. Cái đường này mà xả nước sao cái xịt cá trô một con. Rồi, đây là thành quả của bữa nay đi kích nha mọi người. Này cá tốt, cá bự bự. Đây được 3 con cá lóc bự mọi người. Con lóc nhỏ với ba con cá trê trắng mỡ lươn. Cá đã thiệt. Rồi thành quả bữa nay thì được như đây đó mọi người. Rồi. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.